chào mọi người nha. Dạ, Tâm Tâm đã tới quê ngoại rồi, bây giờ đi lên nhà của bà dì của mình. Mình sẽ cho mọi người hôm nay ngắm cảnh đồng quê như sông nước nha. Tại vì hồi bữa giờ mình đã đi thành phố nhiều rồi, bữa nay mình sẽ thay đổi không khí một chút, mình đi về quê. Rồi bây giờ mời mọi người cùng cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video của gia đình vui vẻ của Tâm Tâm nha. Đi về quê mặc áo bà ba là phải đội nón lá nha. Rồi đi thôi bà con ơi. Đây là cho mẹ quê làm cameraman nha. Cảnh đồng quê đồng lúa. Du lịch miệt vườn. Là còn non. Em còn non ha, đâu có ăn được đâu, xanh lè. Mới ghé đây đứng đây cái em chó bên kia sủa quá trời. Đó mấy cái bông súng. Ở đây có bông súng đẹp quá ạ. Bông súng kìa mọi người. Đẹp chưa? Đồng chơi gốc gạ. Cứ đi ngang đi. Thank you.
từ qua. Ủa, ở bên đó là trồng cái gì mà cỏ hả? Cỏ cho bò ăn hả? Mía. Ờ, có lớp cỏ, ở cỏ cỏ chứ không phải mía, cỏ. Cỏ cho bò ăn. Cái này chắc là mới tát vào ngày hôm qua quá. À, đi nhà chị Sáu đường đó được hả? Trời ơi, tưởng đường đó đi qua nhà của bà Tư hết. Cái này tát hôm qua hả? Trời, phải về trễ ngày ha. Phải hôm qua là quay cái cảnh này đẹp lắm rồi. Quẹo lại hả? Con ơi, bây giờ đến nhà của dì mình nè, mình sẽ vô nhà dì mình, mời bà con cùng đi vô với mình nghe. Nhà bà dì á mấy cái me bự luôn. Đi vô đây nè, đằng này nè. Dễ thương. Dễ thương. Lấy lắm cho mẹ nha. Bà dì cho mẹ. Tại vì mua đồ cho bà rồi đi lên đem cho bà tí đi xuống dọc đường nó quay chơi. Nè. Đẹp không bà dì? Đẹp. Bà chịu tối tối rồi giờ. Đó, không nhớ mà. Có màu sáng với nhiêu tí á, bà dì không có chịu màu sáng. Ủa của cái kìa 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 kìa. Bà ngoại mày bị đặt màu sáng. Dạ dạ. Để về lấy cái bao ra đi. Đây là bà dì Sáu của mình nè. Em bà dì ngoại á. Em thấy bà ngoại, thấy bà dì tiếp khóc. Cùng nó gấp xuống ở trên bây giờ là để đi đốt nhang ông Dượng. Dạ dạ. Dạ ở trong đâu có bài, bà ngủ mình đi giặt mình đem ngủ gì nè. Đi mới đi gặt lúa về hả bà dì? Ai ngủ ngoài đây, Tèo ngủ ngoài ngủ đây nè. Đây là gì Tèo hả? Lâu quá rồi con không có ngủ gặp. Nhưng mà sao nó ngủ rồi đi, tôi coi dưới nó không có coi nó không chịu. Đây nhà của bà dì mình nè. Ở
phải xin ông lại bị với xã với huyện cho xin cái nhà mà tới giờ có cho. Đất còn 5 kg như chế đâu nhang nữa. Nè nè. Rồi nhang đâu? Nhang phía cha gì nè. Thay đồ đi giặt rồi thấy lúa màu xanh đó. Lúa này hả? Cho lúa nhà đó hả? Ừ. Tao nói thử còn bỏ lên đi. Mang cái vinh cái tay đào lấy cái vinh nhà có hai người ở bên mông cái gì mà có tính táo gì đâu. Nhà mát quá. Mà nhà nhà bà gì? Cô dễ dụng nhưng mà xung mây màng, mấy bọng mây áo tá. Dạ xung nó có mây rồi cho người ta nè. Mấy tám chín giao phát kìa mà phải đủ thứ mà. Bà gì mà tự mai luôn hả bà gì? Tự mai luôn thì nhìn quá mây lên xong. Ừ. Vậy bộ đồ này mấy anh được rồi. Chứ bà. Ngồi chơi. Bà. Trời ơi, rộng bên mông gió này. Gió mát quá. Đâu? Trời, bà gì khoe áo bà gì tự mai kìa. Nè. Ừ, bà dì tự mai luôn hả? Bà dì mai khéo mai quá rồi. Hay quá à. Viền đâu cho viền khéo ghê luôn nè. Nè. Đây không phải, cái này không phải. À. Nhà áo thùng ha. Áo khoác không áo khoác thùng. Giống bà dì đang mặc nè phải không? Ừ. Dạ. Đi chợ mà không dám mặc, ở nhà mặc chứ chợ không mặc là không được. Bay cổ trái tim đắp đô nè. Rồi không có trái tim nè. Bơi chơi vậy nè. Dạ. Đủ sắc màu nè. Ủa mua bà xin 70 ngàn mày biết như cái màn mày trời chứ chứ màn là cái này cái này gì sáng làm ngon 19 màu đỏ ngon ghê mua bà tư hết đi rồi về làm bán cho đi xuống dưới hả nó nghe nè cho con 3 kg nè hả 3 kg me không có để đường để gì bà lột ra để nguyên cho con rồi đưa vợ con không lấy bây giờ đâu để mùa nữa dặn 3 kg lấy nè 3 kg mà lột để giờ chừng nào mà lột tôi đem về tôi phơi cho ăn mua để ăn ở trên mẹ không chứ. Vì sao cứ lột ra giùm cho con ấy đi rồi về trển con lại hột bỏ rồi nhiêu nữa 3-4 kg gì đi nha khoan để chừng nào bỏ ra ở trên lửa cái này chứ cho ôi chừng không không có xin đâu lửa mua à mua mấy ký để dành ăn cả năm luôn để chứ cái này me ngào me với quê ngon cái này ngào không có ăn mấy đâu cái này ngào rồi nè không không ăn ngào ăn me sống chỉ coi bà dì may may đồ cái này nè để được không để lên cho nó hả để chừng nào cũng không hư chừng thì bà cứ làm cho con bà cứ lấy cho con 4 kg đi 3 hay 4 mẹ con dì sáng nay nè đủ bộ chưa đâu nè. Đâu bà dì khoe tủ đồ đây nè, xanh có gì đâu có gì đâu quần áo không à không nè không có muốn bà dì tự mai không nè hay quá ha trời ơi con đen đỏ đỏ đen rồi 50 mê ơn chưa con nhớ bà dì nói là thích cái nền màu đen bởi vậy hàng mê ơn gì vậy không được không có ra quảng cáo nó bán ở ngoài chợ đó 50 nè không gì tới kia mà không bà dì bữa hổm bông nhiều lắm rồi con lựa bà dì thích bông này rồi giờ sáng quá không dám bận nè khúc 50 thấy đẹp quá rồi may lỡ là giờ dâu có sao đâu thì sao được mà bà dì đẹp không đẹp quá đẹp á không tôi bận ở nhà đây rồi bận rồi bây giờ năm ngoái tôi mua 50 con Thảo mua cho là tốt mất tiền không à còn cái này tôi mua 50 50 bộ đồ còn nhóc hết trơn nè cái bộ đồ này để dành cho anh đi đám ma nè được không đám ma bận bộ đồ này nè không tới tối vậy đó được đi đâu là phải có đồ theo ở đó ở nhà bà dì nhiều nhất là me phải không đây là cảnh trước nhà của bà dì Sáu của mình nè bà dì Sáu là em của bà ngoại mình bà dì phơi rất là nhiều củi ở trước sân luôn bà dì nói hồi sáng mới vừa đi cắt lúa về sáng tâm xuống hơi trễ á bà dì không có quay được cảnh cắt lúa chút xíu nữa có cắt lúa thì mình sẽ đi quay cho mọi người coi nha giờ đây là quang cảnh trước nhà của bà dì nè đang đang nói chuyện mẹ quê đang nói bà dì chút nữa xuống nhà chơi xuống nhà của cậu Sáu của mình chơi đi ăn bún nước lèo súp chân nhà ở dưới hồi sáng thì ghé mua đồ rồi cậu chài cá vô là nấu bún á đây cảnh đồng lúa ngoài đây bên đây quá trời me luôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây me luôn đây nè mấy cây me nè mọi người gió mát quá trời ơi có bà dì kìa năm nay mà cái ngày đầu tiên nó mặn cái
dương lịch lắm. Tháng 1 tháng 2 này là ăn rồi. Qua tháng 2 là ngày 23 tháng 2 đó là ngày chánh hả? Dạ. Vậy là dương 6 là cỡ mười mấy thôi cũng. Cũng sớm. Bước qua mà tháng 2 là đi gặt vô rồi bây giờ lúa màu xanh đó kìa còn bỏ. Cái ruộng đó dạ. Có ai mới xấu tôm không ạ? Vậy để bà về chút xuống với gì gì tèo chút xuống chơi nha. Ăn uống đâu, uống lẹo không có ăn đâu. Có gì có bánh canh nữa. Thôi không ăn. Có đó bánh canh mà bánh canh mặn. Hôm nay vợ chị không có đi xe mãi nhà ai làm. Ô con bỏ nhà nhân sự rồi con đâu vô trọng. Không nhà chữ à. Rồi. Dạ, thưa bà dì với thưa chị tèo con về dưới. Không có cắt lúa thì vô vô tuổi nè. Dạ. Rồi con đi nha. Quay chơi. Dạ. Nãy kia dạ ông cậu bye bò chị về nha.